chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay có tin tức là Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo đã chính thức thăm Việt Nam với lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vào ngày 29 và 30 tháng 10. Thì được biết là đây là một cái chuyến đi hết sức bất ngờ đối với nhiều người, vì trong lịch trình làm việc thì Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo sẽ làm việc với Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia. Thì chúng ta biết là trước đó 2 ngày đã có diễn đàn kinh tế và phía Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký 7 cái biên bản ghi nhớ, trong đó có những cái liên quan đến năng lượng, đặc biệt là liên quan đến khí hóa lỏng lên tới hàng tỷ đô la. Và vấn đề thứ hai là việc nhập các thịt heo đông mát và đông lạnh với bước đầu là khoảng 100 triệu đô la một năm, sau tăng dần lên tới 500 triệu đô la. Thì chúng ta thấy là những cái hợp đồng về kinh tế đã bảo đảm về vấn đề an ninh lương thực, về vấn đề năng lượng cho Việt Nam trong thời gian tới. Điều đặc biệt là sẽ có những đầu tư ở các tỉnh như Long An về vấn đề khí hóa lỏng, tên tiếng Anh là liquefied natural gas. Thì được biết là Hoa Kỳ sẽ xuất khẩu sang Việt Nam và sẽ chạy máy phát điện do hãng General Electric đấu thầu, và bên phía Việt Nam là Vina Capital sẽ ứng tiền và phối hợp để mà tạo thành những cái dự án khí hóa lỏng khổng lồ. Có thể nói rằng cái tổng sản lượng phát điện của các dự án này lên tới 8% năng lượng điện của Việt Nam, thì thưa là chiếm một cái tỷ trọng rất lớn. Có thể nói là liên quan giữa hai quốc gia Mỹ và Việt Nam đang thăng tiến trên một cái bước tiến rất lớn. Thì theo thông cáo chính thức thì ông Mike Pompeo sẽ thăm Việt Nam với cái ý nghĩa là kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Mỹ. Còn bề sau bề trong, trong 2 ngày làm việc thì chúng ta phải chờ thêm tin tức thưa quý vị. Thì nói chung đây là một cái tin vui cho hai phía Việt Mỹ về vấn đề kinh tế ngoại giao. Và chương trình từ thủ đô đến này tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.